chào tất cả các em. Ngày hôm nay thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác. Trước hết chúng ta cần phải trả lời cho câu hỏi đường trung tuyến trong tam giác là gì? Chúng ta sẽ vào phần 1 La Mã lý thuyết. Thứ nhất, đường trung tuyến trong tam giác là gì? Ở đây nếu như cô có tam giác ABC và cô gọi M là trung điểm của BC, khi đó thì đoạn thẳng nối từ A với điểm M sẽ là một đường trung tuyến của tam giác ABC. Ở đây cô sẽ nối A với M. Thì cái đường mà cô vừa nối ở đây, nó là một đường trung tuyến của tam giác. Hay nói cách khác, đường trung tuyến của tam giác là đường xuất phát từ đỉnh và đi qua trung điểm của cạnh đối diện. Tương tự như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm được đường trung tuyến xuất phát từ B và đường trung tuyến xuất phát từ C. Một tam giác thì nó sẽ có tổng cộng là 3 đường trung tuyến. Chẳng hạn, cô gọi điểm N là trung điểm của đoạn thẳng AC. Khi đó cô nối đoạn thẳng BN thì đoạn thẳng BN là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh B. Và nếu như cô gọi điểm P là trung điểm của đoạn thẳng AB, khi đó đường thẳng CP sẽ là một đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh C. Tóm lại thì một tam giác sẽ có tổng cộng 3 đường trung tuyến xuất phát từ 3 đỉnh. Và nếu như chúng ta để ý thì bao giờ 3 đường trung tuyến này cũng sẽ cắt nhau tại đúng một điểm. Điểm này người ta ký hiệu là điểm G. Chúng ta sang phần 2 nhỏ, tính chất của 3 đường trung tuyến trong tam giác. Tính chất thứ nhất, đó chính là 3 đường trung tuyến bao giờ cũng cắt nhau tại một điểm. Điểm này được gọi là trọng tâm của tam giác. G là trọng tâm của tam giác. Ngoài ra thì người ta còn có một cái tính chất đặc biệt hơn. Đấy là khoảng cách từ trọng tâm này, khoảng cách từ điểm G tới đỉnh, bao giờ nó cũng bằng 2/3 độ dài của đường trung tuyến tương ứng. Tức là GA sẽ bằng 2/3 của độ dài đường trung tuyến AM. Tương tự như thế, GB sẽ bằng 2/3 độ dài của đường trung tuyến BN. Và độ dài GC thì bằng 2/3 của đường trung tuyến CP. Hay nói cách khác, khoảng cách từ trọng tâm tới đỉnh sẽ bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến tương ứng. Chúng ta có các tỷ lệ sau. GA trên AM bằng GB trên BN và bằng GC trên CP bằng 2/3. Đây là một tính chất rất đặc biệt và chúng ta sau này sẽ sử dụng tính chất này rất nhiều trong việc giải bài tập. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần ví dụ. Cho tam giác DEF các đường trung tuyến DH trọng tâm G, tính các tỷ lệ DG trên DH, GH trên DH và DG trên GH. Ở đây cô sẽ vẽ một tam giác DEF. Tam giác DEF có đường trung tuyến DH. Đường trung tuyến DH chắc chắn là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh D rồi. Như vậy H của chúng ta phải là trung điểm của EF. Bởi vì đường trung tuyến là đường xuất phát từ đỉnh và đi qua trung điểm của cạnh đối diện. Ta có H là trung điểm của EF này. Tiếp theo, đề bài cho chúng ta trọng tâm G. Vậy thì làm sao để vẽ được trọng tâm G đây? Chúng ta nhớ rằng trọng tâm G là giao của ba đường trung tuyến. Như vậy chúng ta có một cách vẽ, đấy là vẽ tất
cả ba đường trung tuyến ra. Đường trung tuyến xuất phát từ D này, xuất phát từ F và đường trung tuyến xuất phát từ E. Vẽ ba đường trung tuyến, lấy giao điểm của nó thì nó chính là điểm G. Còn một cách vẽ thứ hai, đấy là chúng ta không cần vẽ ba đường trung tuyến, nhưng chúng ta vẽ một đường trung tuyến này. Và chúng ta thấy rằng chúng ta sử dụng tính chất là khoảng cách của đường trung tuyến tới đỉnh thì bằng 2/3 của đường trung tuyến. Tức là cô chỉ cần chia cái đường trung tuyến đã vẽ này thành 3 đoạn bằng nhau. Chúng ta chia đường trung tuyến đã vẽ thành 3 đoạn bằng nhau. 1 phần này, 2 phần, 3 phần. Thì khi đó khoảng cách từ D tới điểm G nó sẽ chiếm 2 phần. Tức là cô sẽ lấy 1 phần, 2 phần này. Thì cái điểm này chính là điểm G. Đây là một cách để chúng ta có thể xác định được trọng tâm G. Cô nhắc lại này, chúng ta có hai cách để vẽ trọng tâm. Cách thứ nhất là chúng ta lấy giao của ba đường trung tuyến. Cách thứ hai là chúng ta vẽ một đường trung tuyến, sau đó chúng ta chia làm 3 phần bằng nhau. Thì khoảng cách từ đỉnh tới cái điểm G đấy sẽ chiếm 2 phần. Được chưa? Bây giờ thì chúng ta tính các tỷ lệ mà đề bài yêu cầu. Thứ nhất, tỷ lệ DG trên DH. DG trên DH. Thế thì đây chính là tỷ lệ khoảng cách từ đỉnh tới trọng tâm này trên khoảng cách đường trung tuyến. Nó chính là bằng 2/3. Tiếp theo, DG, GH trên DH. Độ dài đoạn GH trên độ dài đoạn DH. Vậy thì chúng ta thấy như sau này, nếu như mà DG mà chiếm 2 phần thì chắc chắn là GH sẽ chiếm 1 phần rồi. Còn cả cái đoạn DH này nó sẽ là 3 phần. Chứng tỏ rằng GH trên DH sẽ bằng 1/3. Và cuối cùng, DG trên GH. Đoạn DG trên đoạn GH. Chúng ta thấy rằng đoạn DG thì chiếm 2 phần, còn đoạn GH thì chiếm 1 phần. Như vậy DG trên GH sẽ bằng 2/1, tức là bằng 2. Thì đây là một trong những ứng dụng của tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2 La Mã bài tập. Bài tập đầu tiên, cho hình vẽ sau, hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây cô có một hình vẽ tam giác ABC, có đường trung tuyến CK, đường trung tuyến AM, hai đường trung tuyến này cắt nhau tại điểm G. Các bạn lưu ý giúp cô rằng điểm G nó là giao của ba đường trung tuyến, nhưng vì ba đường trung tuyến luôn luôn đồng quy tại một điểm, nên giao của hai đường trung tuyến cũng chính là điểm G các bạn nhé. Ở đây thì người ta bắt chúng ta điền vào các chỗ chấm này. GH bằng chấm 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 CK, tức là GH gấp bao nhiêu lần CK. Thế đây mình thử xem nhé. GK này, CK này. Ở đây chúng ta thấy rằng là CK là đường trung tuyến. Chính vì vậy nếu như mà khoảng cách từ C đến G là 2 phần thì khoảng cách từ G đến K sẽ là 1 phần, đúng không? Bởi vì chúng ta luôn có là CG trên cả cái đoạn CK sẽ bằng 2/3. Tức là chúng ta coi CG là 2 phần, còn GK là 1 phần. Và bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là GK gấp bao nhiêu lần CK. Thì GK nó là 1 phần, cả cái đoạn CK nó sẽ là 3 phần. Chính vì vậy GK sẽ bằng 1/3 của CK. Tiếp theo, AG bằng bao nhiêu lần GM? AG này và GM. Thì chúng ta thấy rằng AG nó là khoảng cách từ trọng tâm tới đỉnh thì nó sẽ chiếm 2 phần. Thế còn GM thì nó sẽ chiếm 1 phần. Chứng tỏ rằng AG sẽ gấp 2 lần GM. Một cái là 2 phần, một cái là 1 phần mà. Thì 2 sẽ gấp 2 nhân 1. GK bằng chấm 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 CG. GK, CG. Đây. Thì chúng ta thấy như sau, CG nó là khoảng cách từ trọng tâm tới đỉnh thì nó phải chiếm 2 phần. Thế còn GK thì nó sẽ chiếm 1 phần. Cái này chiếm 2 phần, cái này chiếm 1 phần. Chứng tỏ là anh này bằng 1/2 của CG. 1 này sẽ bằng 1/2 nhân với 2.
AM bằng chấm 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 AG. AM AG. Đây. Thì chúng ta thấy rằng AM nó là đường trung tuyến. Đường trung tuyến thì chúng ta coi nó là 3 phần. Thế còn AG nó là khoảng cách từ trọng tâm tới đỉnh thì mình luôn coi nó là 2 phần. Do đó AM đây là 3 phần này, đây là 2 phần này. Thì AM sẽ bằng 3 phần 2 so với AG. Nếu mà bạn nào mà nhẩm không tốt nhá, thì các bạn có thể làm giúp cô một bước trung gian như sau. AM bao giờ các bạn cũng làm như này nhá. Các bạn muốn tính AM bằng bao nhiêu lần AG thì các bạn sẽ sử dụng AM trên AG. AM là 3 phần bằng 3 này trên AG. AG là 2 phần trên 2. AM trên AG bằng 3 phần 2. Thì các bạn muốn tính AM đúng không? Các bạn sẽ nhân chéo AG lên đây. AM sẽ bằng 3 phần 2 của AG. Đấy. Bao giờ cũng vậy nhá. Nếu mà các bạn không nhẩm được thì các bạn cứ dùng thế này cho cô. Để tính được đoạn này gấp bao nhiêu lần đoạn kia thì các bạn cứ tính cho cô tỷ lệ giữa hai đoạn. Chẳng hạn như cái cuối cùng này, AM bằng chấm 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 GM. Thì để cô tính được cái này này, cô sẽ lấy AM. Cô sẽ tính AM trên GM. AM đây, GM đây. AM nó là cả đường trung tuyến thì nó sẽ là 3 phần. Các bạn cứ nhớ giúp cô là đường trung tuyến là 3 phần này. Thế còn GM, GM nó là khoảng cách từ đường từ trọng tâm tới cái trung điểm của cạnh đối diện thì nó sẽ là 1 phần 3 phần 1. Thì các bạn muốn tính AM đúng không? Các bạn chỉ cần nhân chéo GM lên đây. Suy ra AM bằng 3 phần 1 nhân với GM. Mà 3 phần 1 thì chính là 3 đúng không? Như vậy AM bằng 3GM, điền số 3 vào đây. Xong. Thì đây là một trong những cách để các bạn có thể tính tỷ lệ giữa các đường thẳng, giữa các đoạn thẳng trong hình mà chứa đường trung tuyến và trọng tâm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập thứ 2. Cho tam giác ABC là tam giác cân tại A, có AB bằng AC bằng 34cm, BC bằng 32cm, kẻ đường trung tuyến AM. Đây, hình vẽ của cô sẽ như sau. Tam giác này là tam giác cân tại đỉnh A, có AB bằng AC bằng 34cm, BC bằng 32cm. Kẻ đường trung tuyến AM. Đường trung tuyến AM là đường nối từ đỉnh A tới trung điểm của cạnh BC. Điều này có nghĩa là M là trung điểm của BC. Câu A chứng minh rằng AM vuông góc với BC. Ở đây để chứng minh được AM vuông góc với BC này, tức là cô phải đi chứng minh một góc nào đó bằng là góc 90 độ đúng không? Cô sẽ đi chứng minh góc M là góc vuông. Để chứng minh được góc M là góc vuông thì cô sẽ làm như sau này. Cô sẽ đi chứng minh hai tam giác là bằng nhau. Tam giác ABM bằng tam giác ACM. Hai tam giác bằng nhau, cô sẽ chia được hai góc tại M là bằng nhau. Mà hai góc tại M này lại là hai góc gầy bù, nên chúng có tổng bằng 180 độ. Hai góc bằng nhau lại có tổng bằng 180 độ thì mỗi góc đó phải bằng 90 độ. Và từ đó chúng ta suy ra điều phải chứng minh. Cô sẽ trình bày lời giải như sau. Câu A, chúng ta đi xét hai tam giác ABM và tam giác ACM có AB bằng AC. Đây là theo giả thiết tam giác cân. Tiếp theo chúng ta có BM bằng CM vì M là trung điểm của BC. Đây là theo giả thiết này. Ngoài ra thì chúng ta còn có cạnh AM là cạnh trung của hai tam giác này. AM trung. Từ đây mình suy ra hai tam giác này ABM sẽ bằng với tam giác ACM theo trường hợp cạnh cạnh cạnh.
mà hai tam giác bằng nhau thì dẫn đến hai góc tương ứng phải bằng nhau. Ở đây mình thấy góc M này và góc M bên này là hai góc tương ứng với nhau. Đây, M này, M này, hai góc M tương ứng sẽ bằng nhau. Suy ra góc AMB phải bằng góc AMC. Mà hai góc này lại là hai góc kề bù. Nên chúng sẽ có tổng bằng 180 độ. Hai góc bằng nhau lại có tổng bằng 180 độ thì mỗi góc đó phải bằng 90 độ. Như vậy là chúng ta đã chứng minh được góc M này là góc vuông, góc M bên này cũng là góc vuông, tức là AM vuông góc với BC. Suy ra AM vuông góc với BC. Đây là điều phải chứng minh. Tiếp theo, ở câu B thì đề bài yêu cầu chúng ta là đi tính đoạn AM. AM. Ở đây thì đề bài đã cho chúng ta những đoạn nào rồi? Đề bài thì có đoạn AB, đoạn AC và đoạn BC. Bắt chúng ta đi tính đoạn AM. Thì bài này chúng ta sẽ tính như sau này. Chúng ta thấy rằng tam giác AMB đây là tam giác vuông. Tam giác vuông thì chúng ta lại nghĩ đến định lý Pythagore, đúng không? Để tính được AM theo định lý Pythagore này thì chúng ta phải biết hai cạnh còn lại, tức là biết được AB và biết được BM. AB thì bằng 34 rồi này. Thế còn BM thì sao? BM nó sẽ bằng một nửa của BC, đúng không? BC bằng 32 cm thì BM sẽ bằng 16 cm. Ở đây cô sẽ gợi ý cho chúng ta nhé, và chúng ta sẽ tự tính nốt giúp cô. Chúng ta sẽ xét tam giác câu B. Chúng ta xét tam giác vuông này. Tam giác vuông của chúng ta là tam giác A, B, M. Chúng ta có theo định lý Pythagore này, AB bình sẽ bằng BM bình cộng AM bình. Bởi vì là bình phương cạnh huyền thì bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. Có AB bình bằng BM bình cộng AM bình. Mà chúng ta thì lại đang cần tính AM, đúng không? Từ đây dễ dàng suy ra AM bình phương sẽ bằng AB bình trừ BM bình. Và nó bằng 34 bình trừ 16 bình. Đến đây thì các bạn dễ dàng tính được AM bình phương và từ đó các bạn suy ra độ dài cạnh AM. Các bạn sẽ giúp cô làm nốt phần còn lại nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập thứ 3. Chứng minh rằng trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên bằng nhau. Để chứng minh được định lý này thì bây giờ cô sẽ vẽ một tam giác cân ABC. Cô sẽ giả sử cái tam giác cân đó là tam giác cân ABC này. Tam giác ABC cân tại đỉnh A, tức là mình có hai cạnh bên AB và AC. Đề bài thì nói rằng là hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên bằng nhau. Như vậy cô phải đi vẽ hai đường trung tuyến ứng với cạnh AB và cạnh AC. Thì bây giờ cô sẽ lấy trung điểm của cạnh AB và trung điểm của cạnh AC. M là trung điểm của cạnh
AB thì chúng ta sẽ có đường trung tuyến CM ứng với cạnh bên AB. Tương tự N là trung điểm của cạnh AC thì chúng ta có đường trung tuyến BN. Và việc mà chúng ta cần phải làm bây giờ là đi chứng minh BN thì bằng CM, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên là bằng nhau. Để chứng minh được hai đường trung tuyến bằng nhau thì bây giờ cô sẽ đi chứng minh hai tam giác mà chứa hai đường trung tuyến đó là bằng nhau. Thì cô sẽ lấy hai tam giác sau này, đấy là tam giác ABN và tam giác ACM. Hai tam giác này thì chứa hai đường trung tuyến rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần chứng minh chúng bằng nhau thì sẽ suy ra hai cạnh tương ứng, đấy là cạnh BN và CM là bằng nhau. Bây giờ chúng ta xem là hai tam giác này đã có những yếu tố nào bằng nhau rồi. Xét đã nhé. Cô xét hai tam giác ABN và tam giác ACM. Trước hết là chúng ta có cạnh AB là bằng cạnh AC, bởi vì tam giác này là tam giác cân tại A. Có AB bằng AC. Thứ hai, chúng ta thấy rằng tam giác ABN này, nó có cái cạnh AN, mà cạnh AN thì lại bằng một nửa của cạnh AC, đúng không? Lý do vì BN là trung tuyến này, nên rõ ràng là cái điểm N phải là trung điểm của AC. Mà N là trung điểm của AC thì AN nó phải bằng một nửa của AC. Tương tự như vậy, ở bên này, vì M là trung điểm của AB nên mình cũng có đoạn AM bằng đoạn BM vì cùng bằng một nửa của AB. Mặt khác thì AB lại bằng AC nên cái đoạn một nửa của AB cũng phải bằng đoạn một nửa của đoạn AC. Chứng tỏ rằng AN phải bằng AM. Chúng ta có điều thứ hai, đấy là đoạn AN của tam giác này này phải bằng đoạn AM của tam giác ACM. Chúng ta có thể giải thích ra vì AN thì bằng một nửa AB này. Cô xin AN bằng một nửa AC. Còn AM thì lại bằng một nửa của AB. Mà AB thì bằng AC như ở trên đã chứng minh, nên một nửa của AB cũng bằng một nửa của AC. Tức là chúng ta có AN bằng AM. Tiếp theo này, chúng ta có góc A. Góc A này lại là góc chung của cả hai tam giác. Góc A vừa là góc trong tam giác BAN, lại vừa là góc trong tam giác CAM, nên chúng ta có góc A chung. Như vậy hai tam giác này đã có ba yếu tố bằng nhau, hai cạnh và một góc. Hơn nữa cái góc này lại là góc xen giữa hai cặp cạnh đó. Đây, góc A là góc xen giữa cạnh AN và AB. Tương tự góc A cũng là góc xen giữa cạnh AM và AC. Như vậy chúng ta có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau và góc xen giữa là bằng nhau. Thì hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai tam giác bằng nhau sẽ dẫn đến hai cạnh tương ứng là bằng nhau. Chúng ta sẽ có cạnh BN thì tương ứng với cạnh CM. Suy ra BN sẽ bằng CM vì đây là cặp cạnh tương ứng. Hơn nữa chúng ta thấy rằng BN và CM chính là hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên của tam giác cân ABC. Thì đây chính là điều phải chứng minh này, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên của tam giác cân là bằng nhau. Thì từ đây chúng ta suy ra điều phải chứng minh. Bài tập này cũng chính là bài tập cuối cùng của buổi học ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở buổi học tiếp theo.